kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu chuyên mục, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022. Tiếp đó là các phóng sự phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo đó, nghị định quy định 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản gồm đăng ký thế chấp, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm với bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản. Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm hoặc trong trường hợp có thỏa thuận. Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký. Xóa đăng ký nội dung đã đăng ký với các trường hợp nêu trên. Việc đăng ký được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2023. Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương vừa phối hợp với Sở Công Thương Tuyên Quang tổ chức hội thảo chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Tham dự có lãnh đạo Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản xuất Công nghiệp Nông thôn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh khu vực miền Bắc. Mục tiêu hội thảo nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận xu hướng chuyển đổi số, gia tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và tăng năng lực làm việc, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 1 và đại biểu dự đã trao đổi các thông tin kiến thức đa chiều về chuyển đổi số để doanh nghiệp có thể hiểu đúng, làm đúng. Bên cạnh đó là các khó khăn và giải pháp chuyển đổi số đơn giản, mang tính ứng dụng cao, dễ triển khai, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện. Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về cơ chế chính sách chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Vào năm 2023, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi. Như vậy hiện nay, mỗi năm độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên. Cụ thể, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Theo đó, vào năm 2023, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi. Độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện bình thường. Đồng thời, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch xuất khẩu năm 2022. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, diễn biến bất ổn của thế giới, giảm tốc độ tiêu dùng, kết quả này đã phản ánh sự chủ động triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hiệu quả và sự nỗ lực của các doanh nghiệp. Hết tháng 11, toàn tỉnh hoàn thành 100% xuất khẩu năm 2022. Trong đó, nhiều sản phẩm vượt mục tiêu đề ra như gỗ ván ép, giá trị xuất khẩu đạt trên 6,9 triệu USD, đạt 268% kế hoạch, gỗ tinh chế đạt trên 7,2 triệu USD, đạt 144% kế hoạch, bột giấy đạt 3,228 triệu USD, đạt 132% kế hoạch, gỗ keo ván sàn đạt trên 1,9 triệu USD, ghế đi bằng gỗ đạt trên 1,3 triệu USD, đạt trên 101% kế hoạch. Bao bì, nhựa PP đạt trên 2 triệu USD, đạt 157% kế hoạch. Các sản phẩm khác như tai nghe, vải bạt đạt trên 19,8 triệu USD. Với những chính sách thúc đẩy sản xuất của tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành chức năng, sự nỗ lực sản xuất các mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp, giá trị xuất khẩu của tỉnh ngày càng tăng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giá xăng dầu vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, trong kỳ điều hành xăng dầu trong ngày 12 tháng 12, giá các mặt hàng xăng dầu đã có kỳ giảm thứ ba liên tiếp. Theo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, giá dầu thế giới nhiều ngày qua liên tục về mức thấp nhất một năm. Do đó, kỳ điều hành chiều ngày 12 tháng 12, giá xăng dầu giảm mạnh. Cụ thể, xăng giảm 1.500 đồng một lít, dầu giảm 1.540 đồng một lít. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng dầu đã trải qua 32 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng, 14 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Là một trong những địa phương tiên phong trong việc khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở ngành DDCI. Sau 7 năm thực hiện, chỉ số DDCI Tuyên Quang liên tục được cập nhật
và điều chỉnh để bám sát với những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển. Nếu như giai đoạn 2015-2018, phiếu khảo sát tập trung vào chất lượng của bộ phận một cửa và thủ tục hành chính, thì giai đoạn 2019-2021, các vấn đề mới được đưa vào khảo sát như vấn đề tiếp cận đất đai, an ninh trật tự, xây dựng và thực thi pháp luật, cạnh tranh bình đẳng. Năm 2022 là năm thứ 8 tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện đánh giá DDCI, là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đang triển khai việc khảo sát với sự tham gia của gần 1.900 doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hiện nay thì Hiệp hội đang triển khai cái việc là gửi thư điện tử cũng như là phát cái phiếu khảo sát đến các cái doanh nghiệp. Dự kiến là sẽ có khoảng 1.900 doanh nghiệp được mời tham gia khảo sát cái chỉ số năng lực DDCI của cấp sở ngành cũng như là huyện, thành phố. Và công tác triển khai thì đến giờ phút này đã gần như là hoàn thiện. Kết thúc khảo sát thì sẽ tổng hợp cái số liệu để mà báo cáo với lại ban chỉ đạo. Việc khảo sát DDCI năm 2022 có sự tham gia của 37 đơn vị gồm 7 huyện, thành phố và 30 sở ngành trên địa bàn tỉnh. Thời gian lấy phiếu khảo sát từ ngày 5 tháng 12 và dự kiến kết thúc vào ngày 25 tháng 12 năm 2022. Việc khảo sát được thực hiện trực tuyến với hệ thống giao diện trực quan thân thiện với người sử dụng, dễ dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia trả lời phiếu khảo sát. So với khảo sát DDCI năm 2021 thì năm nay tăng 1.200 phiếu, đối tượng mở rộng ra hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài hiệp hội. Việc đánh giá chỉ số doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến này, nó tạo cho doanh nghiệp một cái rất là dễ thực hiện và rút ngắn được cái thời gian thực hiện khảo sát. DDCI là bộ chỉ số quan trọng được sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của huyện, thành phố, sở, ban ngành. Qua các đợt khảo sát đã phát huy được tính tích cực, tạo động lực trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 39 dự án công nghiệp đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp. Nhiều dự án công nghiệp lớn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương có diện tích 75 ha, trong đó đất công nghiệp trên 43 ha. Đây là cụm công nghiệp phát huy được vai trò động lực phát triển kinh tế của huyện Sơn Dương. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà đầu tư vào cụm công nghiệp, huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng mức 15,6 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện cũng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi lựa chọn Sơn Dương là điểm đến đầu tư. Về phía chính quyền tỉnh Tuyên Quang cũng như là huyện Sơn Dương, như là địa bàn quản lý trực tiếp là xã Phước Ứng thì cũng rất là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư về đầu tư trên tỉnh. Thứ nhất là về thủ tục thì cũng rất là nhanh, cũng được chỉ đạo của có công bác chỗ nào thì huyện và tỉnh cũng là họp ngay và chỉ đạo ngay để tạo điều kiện nhanh nhất để cho nhà đầu tư sớm nhất để đưa nhà máy hoạt động. Tại khu công nghiệp Long Bình An, công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Việt đang đầu tư hai nhà máy chế biến gỗ. Hiện đơn vị đang đầu tư xây dựng hai nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng xuất khẩu với quy mô trên 6 ha, tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Dự kiến quý 1 năm 2023 sẽ đi vào hoạt động. Để mở rộng cái quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì năm 2022 thì công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Việt Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ ván ép với những cái trang thiết bị hiện đại công nghệ cao được nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng vốn đầu tư là gần 100 tỷ đồng. Chúng tôi mong muốn là tạo ra cái sản phẩm giá trị cao đáp ứng cái nhu cầu của thị trường cũng như là hướng tới xuất khẩu. Cùng với việc mở rộng các khu công nghiệp theo hướng chuyên ngành, định hướng sản phẩm công nghệ cao, ngành nghề không ô nhiễm và tăng trưởng xanh, tỉnh cũng đang tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, góp phần tích cực vào việc tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chuyển đổi số có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp đã và đang từng bước chủ động tiếp cận, đầu tư để thích ứng với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen chất lượng cao Viên Châu Tuyên Quang đã đầu tư dây chuyền sản xuất theo công nghệ lò vòng với nhiều máy móc thiết bị hiện đại. Nhờ đó, chỉ cần 60 đến 70 lao động là đã vận hành tốt hoạt động sản xuất trên 300.000 viên gạch trên ngày, giảm hơn 10 lần số lượng lao động so với làm thủ công. Nhà máy đã ứng dụng nền tảng công nghệ số vào công tác quản lý điều hành, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí, nguồn nhân lực, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động hai nhà máy gạch Tuy Nen chất lượng cao Tuyên Quang. Dự án trên thì đều được công ty đầu tư bằng các cái công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện môi trường, đã đóng góp một phần khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh, phục vụ được nhu cầu về vật liệu xây dựng, phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhằm bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa, ứng dụng công nghệ số trong mọi hoạt động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để chuyển đổi số và bước đầu đem lại những kết quả phấn khởi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, các doanh nghiệp đã triển khai việc thực hiện hóa đơn điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, mua bán hàng, quản trị nội bộ, logistics, quy trình từ nơi sản xuất đến tiêu thụ, marketing, v.v. Nhất là đối với các doanh nghiệp đã sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, thanh toán điện tử, sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự từ xa. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm trong thực hiện chuyển đổi số, các doanh nghiệp đã tạo nên sự bứt phá trong sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua chương trình đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tiếp cận pháp luật và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, đáp ứng nhu cầu giải đáp tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh về nội dung này. Sau đây là nội dung của phỏng vấn. Trước hết xin được cảm ơn bà đã tham gia buổi phỏng vấn của phóng viên chuyên mục. Thưa bà, thời gian qua thì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được triển khai trên địa bàn tỉnh như thế nào và kết quả đạt được ra sao ạ? Năm 2022 là một trong những năm mà có nhiều điểm nhấn trong cái chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Và một điểm nhấn quan trọng nhất đó là Sở Tư pháp đã tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 18 ngày 7 tháng 3 năm 2022 quy định về chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành nghị quyết thì đã góp phần hoàn thiện về thể chế và cũng là một trong những cơ sở để doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có điều kiện được tiếp cận và cũng là sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp luật. Để triển khai thực hiện nghị quyết 18, thì Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Sở cũng phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện nghị quyết. Và đặc biệt là Sở đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết tới các đối tượng có liên quan. Trong năm 2022, thì Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp để tổ chức cái hội thảo lấy ý kiến tham gia vào cái đề án để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, và cũng đã phối hợp với Bộ để tổ chức cái lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, viên chức, doanh nghiệp về cái quyền thừa kế tài sản. Trong năm thì Sở cùng Tư pháp cũng đã tiến hành khảo sát đối với 200 doanh nghiệp về cái chất lượng hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Qua đó thì để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và nắm bắt cái nhu cầu cần về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp. Đồng thời thì Sở cũng đã biên soạn được 5 tài liệu tuyên truyền và in 2.350 bản để phát cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là Sở đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 6 chuyên mục về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Và để hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phát huy được hiệu quả hơn nữa, thì thời gian tới đây, Sở Tư pháp sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp gì thưa bà? Để triển khai hiệu quả tới đây sẽ để triển khai thực hiện hiệu quả cái công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thì Sở Tư pháp đã xác định thực hiện một số giải pháp quan trọng sau. Thứ nhất là tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và đã được sửa đổi bổ sung năm 2020. Cái kiểm soát chặt chẽ cái việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, mà đặc biệt là ngay từ khâu ban hành, khâu soạn thảo, để kịp thời phát hiện và đề xuất loại bỏ những cái quy định, những cái thủ tục hành chính mà không phù hợp, không thống nhất, nó sẽ là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp. Cái giải pháp thứ hai cần phải thực hiện đó là thường xuyên thực hiện tự kiểm tra cái văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Thực hiện cái kiểm tra theo thẩm quyền
văn bản do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành mà có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm là kịp thời để phát hiện và đề xuất xử lý những quy định, những nội dung không phù hợp là rào cản cho cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và giải pháp thứ ba mà chúng tôi xác định cần phải thực hiện đó là tiếp tục tăng cường cái hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nâng cao cái hiệu quả cái công tác chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Thường xuyên rà soát để phát hiện những cái vấn đề phát sinh, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thi hành pháp luật. Và cái giải pháp cuối cùng mà chúng tôi xác định cần phải thường xuyên nỗ lực thực hiện đó là tăng cường và thực hiện có hiệu quả hơn nữa cái chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nghị quyết 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và trong quá trình đó thì triển khai phải có trọng tâm, có hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường cái việc giải đáp, hỗ trợ, tư vấn pháp lý khi doanh nghiệp có nhu cầu. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.